Em Chí Bình Định mến chào tất cả các bác nha. Sau đây em lên sóng con súp BB12 bát úp gầm nổi tiếng của hãng JBL. Nhắc tới JBL thì BB12 là một trong dòng súp gọi là quốc dân. Thì nó có đàn em của nó là bát 25, BB10, bát 25. Còn đây là BB12 nha, 12 có nghĩa là 12 inch. Và con này về trong ngày hôm nay, trong đợt này về giá rất là tốt. Bác nào mình đang cần xem súp thì trong đợt này xem súp rất tuyệt vời quá. Giá con BB12 em đang giao các bác là 12 triệu nha. 12 triệu bao gồm phí ship, lo rất đẹp nha, tất cả bao zin tuyệt đối. Đây các bác hãy cùng xem loa nha. BB12 sạc 100, hàng Mexico 350W, xài điện 100-120V. Dòng này chỉ có hàng nội địa thôi nha các bác. Đây là volume tổng này, còn volume code silver. Đường tín hiệu vào các bác sẽ kém AV vào trong lỗ này. Còn lỗ thông hơi nó sẽ nằm phía sau. Vuông thành sắc cạnh không biết cắn gì hết luôn nha. Lo tuyển chọn đẹp, bắt ốc gầm phía dưới. Đây các bác cùng xem. Phía trên này đẹp keng luôn nha. Không điểm trừ nha các bác. 12 triệu đã bao gồm phí ship nha. Bác nào lấy thì alo cho em, đợt này về được một con BB12 nha. Logo đẹp xuất sắc, không một vết khửa nào luôn. Hai đèn cần, hai đèn báo hiệu. Đây các bác cùng xem nha. Giá thì em cân đối tốt nhất cho các bác trong thời điểm bây giờ là 12 triệu nha. BB12 bắt 30 ốp gầm, dòng lo súp hay và quốc dân của hãng JBL. Các bác về cắm điện 100-120V nha. Bác nào cọc tiền thì cọc khoảng 1 triệu trở lên em ship hàng nha. Còn chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt 200, là còn 11.800. Tại shop em Chiến các bác đã sở hữu một con súp BB12 với trị giá là 11.800.000 nếu chuyển khoản đủ. Còn cọc tiền là giá 12 triệu, cọc khoảng là 1 triệu trở lên. Đây là phía dưới của loa, các bác sẽ thấy được cái bát 30 găng là găng zin nha. Găng zin, tiếng loa rất đẹp nha. Thằng zin của nó, bốn chân còn nguyên, bốn cái cao su, góc cạnh keng hết nha. Ốc ắc là chưa đụng chạm nha các bác, nói chung là mé lo bao zin hết nha, hoạt động hoàn hảo. Đấy thì video đến đây là kết thúc, em giới thiệu con súp BB12 của JBL mới về. Thì bác nào có nhu cầu muốn xém con một con súp Mỹ thì bây giờ thì xém ngay con BB12 này. Tại vì bây giờ em nhập con này về giá trong đợt này rất là tốt và hàng rất là đẹp nữa, 12 triệu. Các bác cứ tham khảo thoải mái, con này thì nhiều chỗ họ bán khá là cao. Như đợt trước em cũng về cũng khá là cao, nhưng đợt này là về giá tốt nha. Nên các bác nào mình đang cần shop thì nhanh tay BM này, 12 triệu, em bao ship tận nơi. Và bảo hành và zin và bảo trì trọn đời sản phẩm nha. Những con này là nghe nhạc hát karaoke tuyệt đỉnh rồi, của JBL. Nếu mà tiết kiệm hơn thì các bác có thể tham khảo những dòng bát 25 của JBL.